Sau thời gian tích cực điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa đã kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố bị can Đặng Ngọc Đông, 25 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, tội cướp tài sản. Trước đó, rạng sáng ngày 10 tháng 3, Đông đến khu vực công viên Long Bình thuê ông Trần Văn Nhỏ, 62 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, làm nghề chạy xe ôm chở về nhà. Trong quá trình di chuyển, Đông lấy hết lý do này đến lý do kia, điều ông Nhỏ đến nơi vắng rồi khống chế ông Nhỏ, cướp chiếc xe máy. Bên trong cốp xe có một điện thoại di động và 850.000 đồng tiền mặt, rồi rồ ga tẩu thoát, nhưng bị công an thành phố Biên Hòa bắt sau đó.